người đã trở lại với kênh của mình nha. Mọi người biết sao không? Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa mới đó. Mùa này là mùa 4 của năm 2024 phải không nè? Thì sáng sớm chưa kịp làm gì, thì mình đã bày vô test một trận game cho anh em tham khảo nè. Do mùa mới lên mình cũng chưa biết gì nhiều, không biết là con tướng nào đang mạnh, con tướng nào đang yếu đâu nha. Thế lên vừa vào là mình xin luôn đi rừng, và cấm ngay cho mình là vị tướng tủ Elandor. Cho dù không biết nó có phế không nữa, nhưng mà nó làm vào tay mình là chắc chắn không có vụ phế được rồi. Ôi nhưng mà cho mình hỏi mọi người cái này nha. Sao bảo mùa mới là nó cập nhật cái map gì mà? Cái map gì mà giống vinh giả vinh diệu gì đó, chứ mình nghe thông tin từ ai đó bảo. Mà sao giờ vô game rồi thì nó vẫn như map cũ vậy, chả có một chút gì thay đổi cả. Có khi nào anh gà rán lừa chúng ta không? Hay đó chỉ là thông tin không chính thống? Mà thôi không sao, thời gian sẽ chứng minh cho chúng ta biết sự thật. Còn bây giờ thì cứ làm tốt nhiệm vụ đi rừng ở map cũ này cái. Thì như mình thấy thì nó chỉ đổi mùa mới thôi, còn lại thì vẫn cũ. Không thay đổi gì cả, chỉ có cái là thay đổi từ mức danh chiến tướng 80 sang thành tinh anh 2 thôi. Đúng buồn thật sự, đang đánh ở danh cao, giờ nó làm cho cái xuống thế này, lời leo lại quá trời luôn. Còn chất tướng thì mình nghĩ, nó vẫn chưa thay đổi gì nhiều đâu, con tướng nào mạnh ở mùa cũ, thì mùa mới này mình nghĩ cũng sẽ mạnh thôi ấy. Bởi tăng giảm sức mạnh, là gà thích thì hôm đó tăng, thích thì hôm sau tăng mà. Mình đâu có quyền gì cấm cản anh gà được đâu. Còn về lại với trận đấu, thì mình không hiểu sao, hay là do meta mùa này nó vậy. Tự nhiên tem bạn chọn hai con ở đây, một con đi top, một con đi rừng như đúng rồi, thật là khó hiểu quá đi mà. Tự nhiên vừa vào có biết gì đâu, mà tem bạn nào vào trụ đánh con người ta quá trời luôn. Thế là mình đành xin hai mạng của tem bạn luôn, quá là ngon lành luôn. Do trận này mình big Elan trước, thế là tem bạn toàn big mấy con khắc chế mình không. Đâu là Joker, đâu là con lỗi game ban. Nhưng mà không sao, để mình chỉ các bạn lên đồ khắc chế ngược lại tụi nó nè, thay vì các bạn lên đam lên tốc đánh quá nhiều. Thì giờ bạn bỏ một món cũng không cần thiết nắm đi, và thay vào đó là một món thủ. Như gặp con Ben này, thì mình sẽ thay kiếm mu ra thành kiếm Uzi nhé. Nó vừa có kháng phép mà nó lại có tốc đánh luôn, quá là cần thiết cho Elan khi đối đầu với mấy con sát thủ đam phép. Pha này là lỗi do mình đập mặt vào tường, nhưng rất may khi Lily đã sửa sai cho mình. Và lấy lại con rồng cho tem, cũng hên pha đó hình như con Ben cũng không có trừng phạt, thế nên nó cũng không cướp được. Chứ nó mà cướp được, chắc tem đã ngào hét tên mình luôn rồi. Để sửa sai, mình quyết định qua rừng nó, cướp đi con bùa xanh, nhằm tạo cho con Ben thọt, để tem dễ giao tranh hơn. Chứ con Ben mà xanh lên, thì chắc tem mình không ai bắt được nó quá, tại không có sát thủ, chỉ có ở đây không. Mà ở đây thì con Ben nó chém hai chém chắc hẻo luôn quá, thế lên biết vậy, mình sẽ ra sức cướp sừng nó luôn nè. Biết đánh không lại, lên làm cách đó là có thể thắng nhé, chứ đừng có ngu gì mà solo với nó nha. Còn nhiệm vụ chính của đi rừng là kiểm soát mục tiêu mà, chứ đâu phải là đánh nhau đâu. Hình như trên kia lại giao tranh tiếp rồi, đúng là mùa mới, anh em cứ bay vô combat suốt thôi. Không để cho thời gian mít với rừng farm luôn ấy. Vậy thôi để mình lên đánh tiếp cho vui, chứ bồn đánh 3 thì kỳ lắm. Do tem mình với giết được ông men, thế lên sẽ ép luôn để dẫn lợi thế. Với lại ở đây tem bạn bị cấu cho hết máu rồi, thế lên tem bạn cũng không dám nào vào combat. Pha này mình tính ke cho bạn Lily về thôi, nhưng ai dè Ben muốn mở combat. Và thế là lại phải đánh tiếp thôi, do quá ao về lượng đồ với lượng kinh nghiệm rồi. Thế nên mình dễ dàng lấy đi được hai mạng của tem bạn. Lúc này thì Ben quá phế để kiểm soát bản đồ rồi, giờ đến mình sẽ kiểm soát luôn bãi rừng tem bạn. Mình tính lấy đi cái trụ mít để dễ kiểm soát bản đồ hơn, nhưng ai dè rát làm pha hú hồn luôn ấy trời. Đó người ta gọi là một pha A nhây chính hiệu, rát quá non khi không biết ai với là top một solo kill. Mình muốn lấy đi con bùa xanh của tem bạn, mà cái bạn Lidit này cứ lẩn quẩn quanh đây. Do quá tự tin, thế là mình phải bỏ lại mạng cho con Ben, giá như pha đó mình lui về là ngon rồi. Thôi không sao, có trưởng sinh mà sợ gì. Do thấy gian ti lo cản tem bạn quá, nên mình quyết định ăn thêm con tà thần cho tem. Ấy nhắc với nhớ, mấy bạn biết gì chưa? Nghe nói đâu là con tà thần lại sắp đổi cơ chế tiết rồi.
Lần này thì chúng ta hết được thấy những pha lật kèo vì con tà thần rồi. Bởi vì giờ đây, không còn có vụ triệu hồi tà thần nữa, đồng nghĩa là không có cái sóng xung kích nữa. Và sẽ không còn cái việc tự nhiên sắp thắng vị lật kèo rồi, mà có cái sóng giết đi hết lính nữa. Sẽ không còn con tà thần châu hơn cả 4 năm con Tozo cộng lại nữa. Thay vào đó, chỉ còn những con lính tà thần mà thôi, nhưng mà nó sẽ mạnh hơn và châu hơn. Và nó có một sở kiêu mới, đó là sở kiêu bắn phát đầu làm choáng trụ. Và theo mình nghĩ thì sẽ dễ đẩy trụ 1, trụ 2, nhanh hơn. Đó là theo mình nghĩ thôi, chứ mình cũng chả biết là nó sẽ như thế nào khi có phiên bản chính thức nữa. Bởi vì đó mới chỉ là đưa vào để thử nghiệm thôi, còn phiên bản chính thức thì chưa nha. Nếu anh em nào muốn trải nghiệm, thì tải phiên bản thử nghiệm của Liên Quân về mà trải nghiệm nhé. Chứ mình chỉ làm phiên bản chính thức thôi nè. Pha này mình hơi lỗi một tí, mình tưởng con Ben phế thôi, nhưng ai dè nó chặt hai cái, mà muốn hẻo luôn ấy trời. Đúng thật là không thể nào chủ quan được với con Ben cả, nó đã phế cờ đó rồi mà lại. Giờ cũng không có gì để coi, nên mình xin phép tua nhanh khúc đó nha. Thì như các bạn đã thấy, mình sống lại cái là mình đã húc tiếp cho tem là con rồng luôn. Kiểm soát mục tiêu tốt đến mức đó luôn rồi. Mà còn thua nữa là biết lỗi do ai luôn. Như các bạn đã thấy, Mid và Sở B đang có ý định bọc đầu để lấy đi mạng của cặp bot tem bạn. Nên mình sẽ di chuyển ra để cover luôn. Các bạn biết sao không? Mình chả hiểu là Sở B với Mid nghĩ cái gì. Ai cũng bỏ chạy hết, để mình bơ vơ giữa ba thành viên tem bạn. Thế là nhân cơ hội đó, ông men xích cái đầu mình lại. Và đánh hội đồng mình luôn, bỏ lại một mạng đúng xà lơ luôn ấy. Nhưng một pha mà không ai ngờ tới, Lily tích được nội tại và cào 4 thành viên tem bạn. Thành công lấy đi được cái qua ta, một số bạn thắc mắc tại sao Lily đam to thế đúng không? Để mình giải thích cho nghe nè, đó không phải là do Lily nhiều đồ, hay là bên kia không ai lên kháng phép. Mà đó là pha Lily khá hay, khi đã dùng chiêu một ở dạng người trúng hai người, mà pha đó hình như trúng được ba người thì phải. Thì lúc đó Lily sẽ có một nội tại, giúp cho Lily đánh thường theo phần trăm máu, mà khi Lily hóa cáo, với tốc độ cao của chiêu một thì anh em cũng biết rồi đó. Chắc chỉ không đầy một giây, Lily có thể tiễn 4 thành viên tem bạn đi trong vòng lốt nhạc. Do lợi thế khá nhiều, mình cũng chả biết làm gì hơn, mình quyết định húc tiếp cho tem con tà thần phút thứ 8. Như các bạn đã thấy, một khi các bạn đã có kiếm Uzi trong tay, thì các bạn cứ gì cái đầu con Ben mà đánh, bởi lúc này con Ben không thể nào dồn chết được mình nữa rồi. Đó vừa nói cái, con Ben tưởng dễ ăn, đòi solo với mình, mà mình mới chỉ bắn cho mấy cái là con Ben đã lăn cái đầu ra chết rồi. Giác tem bạn tưởng mình hết máu mà ngon ăn, bay ra ulti tốc biến như thật luôn. Bị mình và Sở Ben ao nhây cái một, biết thế nào là top 1 e lan chưa, mà đòi solo. Tem bạn cử rất nhiều người xuống, nhưng không ai có thể ngăn cản việc mình lấy đi cái trụ rồi. Pha này, chả hiểu sao ông men làm cái gì đấy, tính xích cái đầu mình hay chăng, bị mình ao nhây xong Lily bay vô cá ép như thật luôn. Chắc giờ tem bạn đã buông rồi hay sao, toàn làm những pha tấu hài xong chết. Còn tem mình cũng không phải những con báo tầm thường, cũng cứ ảo game bay vô trụ tem bạn như thật. Thế là mít, top chết mạng xà lơ. Không là tem mình có thể thắng luôn lâu rồi luôn ấy. Tem bạn thấy bị vỡ đường siêu cấp cái, hoảng loạn hết lên, Ben làm cái gì mình không hiểu lên phải bỏ mạng. Tiếp theo là rát đầu moi, cũng không phải là những con báo tầm thường. Lúc này còn mỗi ơ đê tem bạn thôi, mình tưởng thắng luôn được rồi, nhưng ai dè bạn ơ đê tem bạn hay quá. Làm pha giết đi hết lính, khiến cho tem mình không cách nào đẩy trụ được. Mình làm pha này hơi ảo ghen tí, thế lên cũng không còn ai có đam vào trụ nữa. Hèn có trưởng sinh để sửa sai, chứ pha này mà không có, chắc mấy bạn có thể lật lại kèo luôn không chừng. Do Elber Su mới chết, với lại tem mình ai cũng thấp máu hết rồi, thế nên mình sẽ không tiếp tục ép nữa. Thay vào đó mình sẽ đi ăn rồng, ăn mục tiêu cho tem, để dễ dàng combat thắng giai đoạn sau. Pha này, chả hiểu sao Zantilo lao lên đánh như một vị thần, tính một mình cân 5 thằng hay gì đó. Khiến cho mình và Sở B phải đi theo, mà cái kết thì ai cũng biết rồi đó, nghĩ sao mà ba đánh 5 được hay gì.
Mình vừa vô thì ăn ngay cái chén của Ben. Lượng máu sắp hấp hối luôn rồi, đâu có bắn được ai nữa đâu. Còn sờ B thì được cái trâu thôi, mà trâu cũng chỉ là bao cát cho người ta đánh. Pha đó mình cũng khá hên chứ bộ, không bật kịp cái cung tà ma thì chắc mình cũng bốc hơi luôn rồi. Giờ cũng đang thiếu người, nên mình cũng không muốn mở giao tranh lắm. Thế nên giờ đi kiểm soát lại bản đồ là việc tất yếu. Với lại mình cũng chưa lên được giáp hồi sinh, thế nên mình cũng không dám lao vào combat lắm, thiếu đâu đó 300 vàng gì đó thôi. Farm 1-2 con quái rừng là đủ rồi. Nhưng mà có vẻ tem mình muốn combat luôn, thế nên buộc mình phải lên giao tranh rồi. Pha này ông men xích cái đầu mình lại, mình tưởng thôi xong, chắc lại chuẩn bị bốc hơi rồi. Nhưng ai dè cảnh dưới của tem bạn bị gian ti lô cản lại, thế nên mình may mắn thoát chết. Và giao tranh đang có vẻ lợi thế dành cho tem mình, với chỉ là gian chết, còn tem bạn ra đi 3 thành viên luôn rồi. Thêm ở đây tem bạn áo game nữa, và giờ đây, việc thắng chỉ là trong tầm tay mà thôi. Không biết trận đầu tiên của mùa mới các bạn thế nào rồi, còn mình thì như các bạn đã thấy. Một trận thắng cũng không hề khó lắm, cũng là một trận đấu gần như áp đảo hoàn toàn luôn rồi. Theo mình cảm nhận thì Elan mùa này vẫn không khỏe lắm, cách đánh và bảng ngọc, phù hiệu cũng khá giống mùa trước của mình nhé. Còn giờ thì trận đấu của mình đã có hồi kết rồi, còn không biết các bạn thì sao? Các bạn thắng hay thua gì thì hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nhé. Còn chắc video của mình đến đây là kết thúc rồi, không biết các bạn có câu hỏi, khắc mắc gì không nè, nếu có thì hãy comment xuống dưới để cho mình biết nhé. Mà nhớ phải luôn ủng hộ mình nha, đừng quên like và chia sẻ video của mình nữa nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.